Xin kính chào quý vị và các bạn. Giá mít Thái hôm nay ngày 4 tháng 2 bất ngờ tăng nhẹ so với hôm qua. Giá mít Thái hôm nay ngày 4 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ tăng nhẹ so với hôm qua. Thông tin này khiến các thương lái, vựa và người dân trồng mít vui mừng, bởi hôm qua dự đoán có thể giá mít giảm trong thời gian ngắn tới. Những ngày qua, ghi nhận ở nhiều địa phương, nhiều bà con hỏi rằng trái mít như thế nào thì được mua loại mít kem rất lớn và mít kem rất nhỏ. Tại Tiền Giang, các vựa lớn hôm nay báo giá mua mít nhất 35.000 đồng trên kg, mít nhì 25.000 đồng trên kg, mít kem lớn 29.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 19.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 23.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 13.000 đồng trên kg. Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào tận vườn cắt, mua mít nhất 33.000 đồng trên kg, mít nhì 23.000 đồng trên kg, mít kem lớn với giá 27.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 16.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 21.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 11.000 đồng trên kg. Tại Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Long An, giá mít Thái hôm nay ngày 4 tháng 2 cũng tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, các vựa mua mít nhất 34.000 đồng trên kg, mít nhì 24.000 đồng trên kg, mít kem lớn 28.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 18.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 22.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 12.000 đồng trên kg. Ở những địa phương nói trên, các thương lái vào tận các vườn cắt và mua mít nhất 32.000 đồng trên kg, mít nhì 22.000 đồng trên kg, mít kem lớn với giá 26.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 16.000 đồng trên kg, mít kem rất lớn 20.000 đồng trên kg, mít kem rất nhỏ 10.000 đồng trên kg. Trái mít như thế nào được mua loại mít kem rất lớn và mít kem rất nhỏ? Hiện nay, nhiều thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long đến vườn mít Thái cắt, phân loại vào nhiều loại mít kem rất lớn, mít kem rất nhỏ. Đây là hai loại mít được mua với giá thấp nhất. Vậy, trái như thế nào được các thương lái mua theo hai loại này? Một số thương lái chuyên mua mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giải thích, trái mít xấu cong eo, da nám, hột nhiều, chưa lên màu, thường được phân loại, mua loại mít kem rất lớn và mít kem rất nhỏ. Trong đó, trái mít nhiều ký sẽ được mua loại mít kem rất lớn, còn mít nhỏ ký sẽ được mua loại mít kem rất nhỏ. Chúng tôi mua loại mít kem rất lớn và mít kem rất nhỏ, theo yêu cầu phân loại của các vựa. Những trái này không bị sâu và bị thối. Một số thương lái khác hoặc vựa nhỏ, không mua theo loại mít kem rất lớn và mít kem rất nhỏ, mà mua dạng mít chợ với giá tương đương. Anh Lâm Văn Tấn, thương lái chuyên mua mít Thái ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói. Theo anh Tấn, hiện nay, sở dĩ mít của người dân được phân ra loại và mua nhiều loại mít kem rất lớn, mít kem rất nhỏ là vì trái nhỏ nhiều và không được đẹp. Như vậy giá mít Thái ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá mít Thái hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2023. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.